chùa thế. Hai, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi bẻ trái chùm ruột bạn. Mình đi bẻ trái chùm ruột mình lắc muối ớt ăn bạn ơi. Ăn giả cháy. Chùa quá. Quá trời cháy luôn các bạn ơi. Mình bẻ một mới lắc muối ớt ăn nha các bạn. Giờ mình hái được một mớ rồi bạn, hái ít nhiều quá ăn hết chua lắm. Giờ mình đem đi lắc muối ớt ăn nha các bạn ơi. Đem rửa cho sạch các bạn ơi. Nhiều lắm, mình bẻ có một ít à. Nhiều quá ăn không hết các bạn ơi. Các bạn rửa sạch thì mình lấy tay mình cà vô rổ mấy bạn cho nó dập dập, lúc mà mình lắc muối ớt thì nó sẽ thấm ngon. Sau đó mình rửa lại bọc nước rửa qua nha các bạn. Mình rửa sơ lại bọc nước nữa, sau đó mình sẽ đi chồng thôi. Mình chiên hành là mình giảm muối các bạn, muối ớt để mình lắc cái chùm ruột này nha. Có muối đường một ngọt, còn cái ớt mình sẽ đâm cho nhẹ các bạn, đâm hồng hộp này lại mình lắc ăn. Cái muối ớt mình đã đâm xong, bây giờ mình sẽ tiếp bỏ trái chùm ruột này vào một cái hũ nhựa nha các bạn.
Sau đó mình cho muối ớt và mình lắc. Mình cứ việc lắc như thế cho nó thấm đều, sau đó mình ăn thôi nha các bạn. Mình lắc giống như mình lắc bò tôm vậy đó các bạn. Để mình sẽ thử một cái coi sao. Mời các bạn nha. Vẫn còn chua ba. Mình lắc tiếp thôi. Ok, thế là xong. Mình lại cái hũ này khoảng 5 phút sau đó mình ăn nha. Ok, chào các bạn nha. Đây là hũ trái tổng hồ mình đã ngâm khoảng 5 phút, bây giờ mình đổ ra ăn đó các bạn ơi. Có nhiều gì để chấm ăn của mình các bạn. Cay quá các bạn ơi. Cay đâu? Mời các bạn nha. Mời các bạn. Ăn thay mời cô chú mà. Mời cô chú. Mời cô chú. Mời cô chú anh chị em dùng trái chùm ruột lắc muối ớt siêu cay các bạn ơi. Ok các bạn, video mình cũng khá dài rồi các bạn ơi. Bây giờ mình xin được phép kết thúc video nha. Các bạn thấy video ăn trái chùm ruột siêu lắc muối ớt mình thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.
Bye bye.